Vâng, xin mến chào tất cả các bác đang theo dõi video của xưởng tranh Đồng Việt Anh. Và hôm nay thì em Hằng xin giới thiệu tới các bác một sản phẩm, đó chính là bức tranh đồng quê bằng đồng được sản xuất trực tiếp tại xưởng tranh Đồng Việt Anh. Và cái sản phẩm này có gì đặc biệt và khác biệt so với các mẫu tranh ở trên thị trường hiện nay? Thì các bác hãy cùng em Hằng review lại chi tiết từng bức của bức tranh nhé. Thì cái quy cách của bức tranh được sản xuất theo phương pháp thủ công, và cái nguyên liệu được làm từ đồng vàng nguyên tấm nhập khẩu. Đây là cái loại nguyên liệu nhập mới hoàn toàn và có tính mềm dẻo, tính đàn hồi tốt, và có thể tự giữ độ sáng bóng được lâu dài. Sản phẩm này được làm từ đồng nguyên tấm dày 0,6mm, và cái khung bao quanh được làm từ gỗ tự nhiên, có chất liệu là gỗ sồi nha các bác nhé. Bốn xung quanh thì được lắp đèn LED tạo cái hiệu ứng ánh sáng rất là đẹp cho bức tranh. Thì cái sản phẩm này được chạm tỉa vô cùng là kỹ tỉ mỉ, thì từng đường nét và từng cái chi tiết nhỏ đều được thổi hồn vào trong từng cái họa tiết của bức tranh nha các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy là tổng thể bức tranh thì sẽ để màu đồng nguyên bản và có một chút màu giả cổ. Những cái điểm nhấn là những cái lá vàng bạc được nhấn nhá ở trên những cái chi tiết để tạo thành những cái họa tiết được nổi bật lên những cái cảnh chính. Ngoài ra thì các bác có thể thấy là bức tranh được tạo màu theo chiều sâu, có cảm giác giống như những cái bức tranh 3D, và nhìn vào bức tranh chúng ta cảm nhận được chiều sâu và cái hồn của bức tranh. Đó, bức tranh là cảnh đồng quê, thể hiện những hoạt động thường ngày của cảnh làng quê, mà khi chúng ta nhìn vào bức tranh thì chúng ta cảm thấy được thư giãn, được yên bình sau những giờ làm việc, những ngày phải làm việc rất là căng thẳng, mệt mỏi. Và bức tranh thì có thể được làm quà biếu, quà tặng vô cùng độc đáo và gọn gàng, có kích thước là 90x7 cả phủ bì như thế này, phủ khung như này nha các bác nhé. Thì sản phẩm có thể được đóng gói và vận chuyển trên toàn quốc. Nếu mà các bác có nhu cầu thì các bác hãy liên hệ với Đồ Đồng Việt Anh theo số điện thoại là 0988085667. Chúng tôi chuyên sản xuất các cái mẫu tranh đồng, hàng đặt, hàng theo yêu cầu và hàng chất lượng cao, với cái nhu cầu của từng khách hàng thì chúng tôi có thể đáp ứng được cho các bác, với đội ngũ thợ và nghệ nhân rất là lành nghề. Và sau đây thì em Hằng sẽ quay cận cảnh chi tiết nội dung của bức tranh cho các bác cùng chiêm ngưỡng và tham khảo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau.